thay đổi cuộc đời bạn với 25 kế hoạch tài chính hiệu quả nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống bạn hãy tưởng tượng bạn đang điều hướng hành trình tài chính của mình với một bản đồ không chỉ vạch ra con đường đến sự giàu có mà còn đồng điệu với các lực lượng vũ trụ của thế giới. Hãy hình dung một cuộc sống mà các mục tiêu tài chính của bạn hài hòa với những nhịp điệu tự nhiên của thế giới, làm cho việc theo đuổi sự giàu có trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy ý nghĩa. Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu cuốn sách Bản đồ tiền bạc, một cuốn sách được tạo ra để giúp bạn điều hướng con đường đạt được sự độc lập tài chính với sự tự tin và rõ ràng. Bạn đã bao giờ cảm thấy những lời khuyên tài chính truyền thống không phù hợp với mình, khiến bạn cảm thấy xa lạ với các mục tiêu của mình? Cuốn sách này sẽ thay đổi điều đó. Bằng cách kết hợp một cách nhìn nhận từ vũ trụ vào việc lập kế hoạch tài chính, bạn có thể tạo ra một bản đồ tiền bạc vừa thực tế vừa giàu tính tâm linh. Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn điều chỉnh hành trình tài chính của mình với các lực lượng lớn lao đang vận hành trong vũ trụ, tạo ra sự hòa hợp và cân bằng trong việc theo đuổi sự giàu có. Nếu bạn thực sự cam kết với mục tiêu làm giàu và mong muốn đạt đến sự giàu có tột đỉnh, hãy gõ ngay câu "tôi muốn giàu có" vào phần bình luận. Đây chính là bước đầu tiên để mở cánh cửa dẫn đến thành công. Khi tôi thấy bình luận của bạn, sự giàu có sẽ tìm đến bạn nhanh hơn gấp 10 lần. Nhưng nhớ rằng, để biến điều này thành hiện thực, bạn cần phải có niềm tin mạnh mẽ và bắt đầu hành động ngay từ hôm nay. Chỉ khi đó, sự nỗ lực của bạn mới được đền đáp xứng đáng và hành trình đến với sự giàu có sẽ bắt đầu ngay lập tức. Chương 1. Đồng điệu với năng lượng vũ trụ trong việc theo đuổi sự giàu có. Việc đồng điệu với năng lượng vũ trụ đóng vai trò quan trọng như một kênh dẫn để thu hút sự thịnh vượng. Điều này không hề khó hiểu như nghe có vẻ. Cơ bản, năng lượng vũ trụ ám chỉ sức sống tồn tại ở khắp nơi. Nó có mặt trong bạn, xung quanh bạn và ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc đạt được mục tiêu tài chính. Để đồng điệu với năng lượng này, bạn phải nhận thức về sự hiện diện của nó. Bạn không chỉ là một thực thể vật lý đi lại trong thế giới, mà còn là một thực thể năng lượng được kết nối với một nguồn vô hạn. Sự hiểu biết này là then chốt. Khi đã nắm vững điều này, bạn có thể chiến lược hóa để khai thác năng lượng vũ trụ. Tiếp theo, bạn cần nuôi dưỡng một tư duy tích cực. Hãy nhớ rằng giống sẽ hút giống. Nếu bạn nuôi dưỡng sự tiêu cực, bạn sẽ cản trở dòng chảy của năng lượng vũ trụ. Ngược lại, duy trì sự tích cực, lòng biết ơn và lạc quan sẽ mở đường cho bạn hòa hợp với tần số sinh lợi của vũ trụ. Thứ ba, thực hành sự tỉnh thức. Điều này bao gồm việc hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc, ý thức về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn. Nó liên quan đến việc giảm tiếng ồn trong tâm trí, từ đó cho phép năng lượng vũ trụ chảy tự do. Hãy tích hợp những thực hành này vào thói quen hàng ngày của bạn. Sự nhất quán là chìa khóa. Bạn không thể mong đợi đồng điệu với năng lượng vũ trụ một cách ngắt quãng mà vẫn duy trì dòng chảy thịnh vượng ổn định. Kỳ nghỉ gia đình đáng nhớ. Khi bạn nhận ra tác động của những phước lành này, bạn không chỉ biết ơn về số tiền mà còn về giá trị mà nó mang lại cho cuộc sống của bạn. Hãy kết hợp thói quen này vào cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể thấy hữu ích khi giữ một cuốn nhật ký lòng biết ơn, nơi bạn ghi lại những phước lành tài chính và giá trị mà chúng mang lại. Khi bạn thực hiện việc này một cách nhất quán, bạn sẽ nuôi dưỡng một tư duy thịnh vượng. Điều này rất quan trọng cho quá trình tạo ra sự giàu có. Chương 2. Xóa bỏ những rào cản tiền tài. Trong khi lòng biết ơn làm nền tảng cho tư duy về sự sung túc, việc xử lý và xóa bỏ những rào cản về tiền bạc ngăn chặn con đường đến sự giàu có cũng quan trọng không kém. Thường thì những rào cản này xuất phát từ những niềm tin sâu sắc về tiền bạc được hình thành trong suốt cuộc đời của bạn và bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm và thái độ của những người xung quanh. Để vạch ra con đường đến sự giàu có một cách hiệu quả, bạn phải xác định và đối mặt trực tiếp với những rào cản này. Quá trình này đòi hỏi sự phân tích bản thân kỹ lưỡng. Hãy tự hỏi, tôi có giữ bất kỳ niềm tin tiêu cực nào về tiền bạc không? Tôi có liên kết sự giàu có với tham lam hoặc hành vi phi đạo đức không? Tôi có tin rằng mình không xứng đáng với sự thịnh vượng tài chính không? Trả lời những câu hỏi này một cách thành thật có thể giúp bạn khám phá gốc rễ của những rào cản về tiền bạc. Khi đã xác định chúng, bạn có thể bắt đầu tháo gỡ những rào cản này một cách chiến lược. Một cách hiệu quả để làm điều này là thông qua các câu khẳng định tích cực. Đây là những câu được xây dựng cẩn thận để thay thế những niềm tin tiêu cực của bạn về tiền bạc bằng những niềm tin tích cực. Ví dụ, nếu bạn tin rằng tiền là gốc rễ của mọi điều ác, bạn có thể thay thế niềm tin đó bằng tiền là công cụ cho phép tôi hỗ trợ bản thân và người khác. Một chiến lược khác là sử dụng hình dung. Bạn sẽ nhắm mắt và tưởng tượng bản thân đang tận hưởng sự thịnh vượng tài chính. Bức tranh tinh thần này không chỉ nói về sự giàu có vật chất, mà còn về cảm giác an toàn, hào phóng. Chương 3. Tạo ngân sách vũ trụ. Trong hành trình tìm kiếm sự giàu có, việc tạo ra một ngân sách vũ trụ là một công cụ cần thiết để điều chỉnh khát vọng tài chính của bạn với sự dồi dào của vũ trụ. Ngân sách này không phải là một bảng tính thông thường bị ràng buộc bởi các giới hạn vật chất,
Nó là một bản kế hoạch chiến lược kết hợp giữa việc lập kế hoạch tài chính thực tế và các nguyên tắc phong phú về tinh thần. Để bắt đầu, bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu tài chính của mình. Điều này không chỉ đơn giản là tôi muốn giàu có, mà là việc đặt ra các mục tiêu cụ thể. Bạn muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền vào năm tới? Bạn mong muốn đạt được mức thu nhập nào trong 5 năm tới? Tiếp theo, hãy điều chỉnh các mục tiêu này với giá trị và mục đích của bạn. Ngân sách vũ trụ của bạn không chỉ phản ánh những mong muốn vật chất mà còn cả khát vọng tinh thần. Bạn đang tìm kiếm sự giàu có để đạt được an toàn, tự do hay khả năng giúp đỡ người khác. Xác định lý do của bạn sẽ giúp khai thác sự dồi dào của vũ trụ. Sau đó, hãy gắn giá trị cho từng mục tiêu của bạn. Điều này không chỉ đơn giản là gắn số tiền, mà còn là hiểu giá trị mà những thành tựu này mang lại cho cuộc sống của bạn. Đạt được những mục tiêu này sẽ có ý nghĩa gì với bạn và những người xung quanh? Hãy tạo ra một lộ trình để đạt được những mục tiêu này. Điều này bao gồm các bước thực tế như tiết kiệm, đầu tư và giảm nợ, nhưng cũng bao gồm các thực hành tinh thần như lòng biết ơn, hình dung và niềm tin vào sự dồi dào của vũ trụ. Chương 4. Thực hành thiền tiền bạc. Bằng cách thực hành thiền tiền bạc, bạn có thể bắt đầu hiện thực hóa những khát vọng tài chính của mình và định hình lại tư duy về tiền bạc. Thực hành này không phải là mơ mộng về việc trúng số, mà là điều chỉnh trạng thái tâm trí của bạn với sự dồi dào của vũ trụ. Để bắt đầu, hãy chọn một không gian yên tĩnh, nơi bạn có thể thiền mà không bị gián đoạn. Bắt đầu bằng cách tập trung vào hơi thở của bạn, để cho tâm trí mình giải phóng khỏi mọi phiền nhiễu. Sau đó bắt đầu hình dung dòng chảy của sự giàu có đổ vào cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng tiền bạc đến với bạn dễ dàng và suy nghĩ về cảm giác khi tất cả nhu cầu tài chính của bạn được đáp ứng. Tuy nhiên, chỉ hình dung về tiền bạc là chưa đủ, bạn cũng cần điều chỉnh cảm xúc của mình với nó. Đó là lúc lòng biết ơn phát huy tác dụng. Việc thể hiện lòng biết ơn đối với số tiền bạn đã có và số tiền đang trên đường đến giúp tạo ra một trường năng lượng tích cực thu hút nhiều sự giàu có hơn. Tiếp theo, bạn sẽ muốn kết hợp những câu khẳng định vào quá trình thiền tiền bạc. Đây là những câu nói tích cực ở thì hiện tại mà bạn lặp đi lặp lại cho chính mình như tôi tự do tài chính hoặc tiền bạc chảy vào tôi một cách dễ dàng. Những câu khẳng định này giúp lập trình lại tiềm thức của bạn, thay thế những niềm tin tiêu cực về tiền bạc bằng những niềm tin tích cực. Điều quan trọng là hành động dựa trên những suy nghĩ bạn thu nhận được từ quá trình thiền. Nếu bạn cảm thấy cần phải đưa ra những quyết định tài chính hoặc thay đổi nào đó, hãy làm theo chúng. Hãy nhớ rằng, hành động của bạn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa những mong muốn tài chính. Chương 5. Điều chỉnh sự nghiệp với mục đích sống. Trong khi quá trình thiền tiền bạc giúp định hình tư duy tài chính của bạn, thì việc suy nghĩ về sự nghiệp của bạn có phù hợp với mục đích sống của bạn hay không cũng quan trọng không kém. Bạn không chỉ đang theo đuổi sự giàu có mà còn đang tìm kiếm sự hoàn thành và cảm giác có mục đích. Làm việc trong một sự nghiệp phù hợp với mục đích sống của bạn sẽ mang lại sự thỏa mãn vượt xa mức lương, và đáng chú ý hơn, nó cũng có thể thúc đẩy quá trình tích lũy tài sản của bạn. Vậy làm thế nào để điều chỉnh sự nghiệp của bạn với mục đích sống? Đầu tiên, hãy lùi lại một bước để xác định những giá trị cốt lõi và đam mê của bạn. Điều gì thúc đẩy bạn? Điều gì khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống? Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi sâu sắc này sẽ cung cấp một bản thiết kế cho mục đích sống của bạn, phân tích hướng đi trong sự nghiệp hiện tại của bạn. Nó có phù hợp với bản thiết kế này không, hay có sự không kết nối? Hiểu rõ sự tương đồng hoặc thiếu hụt này là điều cần thiết trong việc vạch ra con đường dẫn đến sự giàu có. Nếu bạn nhận thấy sự nghiệp hiện tại của mình không hài hòa với mục đích sống, đừng lo lắng, không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Hãy bắt đầu bằng cách khám phá những sự nghiệp phù hợp với mục đích sống đã xác định của bạn, tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp, nghiên cứu và đừng ngần ngại mở rộng. Trên hành trình đến sự giàu có, bạn không nên bỏ qua vai trò mạnh mẽ của việc phục vụ trong việc thu hút sự dồi dào. Phục vụ ở đây có nghĩa là những hành động mang lại lợi ích cho người khác. Những hành động này có thể lớn hoặc nhỏ và không nhất thiết phải liên quan đến nguồn thu nhập chính của bạn. Phục vụ là việc cho đi nhiều hơn nhận lại và tạo ra giá trị cho người khác. Đây là một nguyên tắc mạnh mẽ có thể tạo nền tảng cho sự dồi dào chảy vào cuộc sống của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn phải phục vụ người khác đến mức hy sinh bản thân. Đó là về sự cân bằng. Khi bạn phục vụ theo những cách mang lại năng lượng và sự thỏa mãn cho bạn, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận lại sự dồi dào hơn. Điều quan trọng là tìm ra con đường phục vụ độc đáo của bạn, phù hợp với kỹ năng, đam mê và mục đích sống của bạn. Hãy bắt đầu một cách chiến lược bằng cách xác định những cách bạn có thể phục vụ người khác thông qua công việc của mình. Có lẽ bạn là một nhà tư vấn có thể cung cấp lời khuyên miễn phí cho các start-up. Có thể bạn là một nghệ sĩ có thể quyên tặng tác phẩm cho các tổ chức từ thiện địa phương. Hoặc có lẽ bạn là một nhà văn có thể cung cấp nội dung miễn phí cho các chương trình giáo dục văn học. Dù bạn làm nghề gì, luôn có cách để sử dụng nó để phục vụ người khác. Hãy nhìn xa hơn sự nghiệp của bạn. Xem xét việc tham gia tình nguyện, tư vấn, hoặc chỉ đơn giản là giúp đỡ hàng xóm. Hãy nhớ rằng phục vụ không phải là những cử chỉ hoành tráng,
mà là việc tạo ra tác động tích cực trong cuộc sống của người khác. Chương 6. Chữa lành những mô thức tài chính từ thế hệ trước. Thoát khỏi những mô thức tài chính được truyền từ thế hệ trước có thể là một bước chuyển biến trên hành trình xây dựng sự giàu có của bạn. Những mô thức này thường ăn sâu và có thể ngăn cản bạn đạt được tiềm năng tài chính đầy đủ của mình. Chìa khóa để phá vỡ những rào cản này nằm ở việc hiểu lịch sử tài chính của gia đình bạn, xác định những hành vi không còn phục vụ bạn và có ý thức lựa chọn một con đường mới, bắt đầu bằng cách phân tích thói quen tiền bạc của gia đình bạn. Cha mẹ bạn đã quản lý tiền bạc như thế nào? Họ là người tiết kiệm hay tiêu xài? Họ có đầu tư khôn ngoan hay sống dựa vào tiền lương hàng tháng? Khi bạn đã tìm ra những mô thức này, bạn sẽ có vị thế tốt hơn để hiểu chúng đã ảnh hưởng như thế nào đến hành vi tài chính của chính bạn. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải nuôi dưỡng ý thức về dòng chảy của vũ trụ. Hãy dành thời gian quan sát các quy luật tự nhiên, các chu kỳ của mặt trăng hoặc thậm chí là nhịp điệu hơi thở của chính mình. Những hiện tượng tự nhiên này đều là biểu hiện của dòng chảy vũ trụ. Bằng cách quan sát chúng, bạn đang huấn luyện tâm trí mình nhận ra và kết nối với năng lượng này trong cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là phải điều chỉnh các mục tiêu tài chính của bạn phù hợp với dòng chảy này. Nếu năng lượng vũ trụ đang hướng tới sự thịnh vượng và phát triển, thì các mục tiêu của bạn cũng nên phản ánh điều này. Bạn có thể làm điều này bằng cách thiết lập các mục tiêu xây dựng sự giàu có mang tính mở rộng và hướng về tương lai. Điều này không có nghĩa là quá tham vọng, mà là thiết lập các mục tiêu thách thức bạn và đẩy bạn ra khỏi giới hạn của mình. Chương 7. Đón nhận sự thay đổi để phát triển. Để thực sự đón nhận sự thay đổi nhằm phát triển, bạn cần sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn và đối mặt với những điều chưa biết với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Điều này không chỉ là việc chấp nhận rủi ro, mà còn là chấp nhận rằng con đường dẫn đến sự giàu có không phải lúc nào cũng là một đường thẳng. Thực tế, chính những khúc quanh, những ngã rẽ và những đường vòng thường dẫn đến những kết quả bổ ích nhất. Điều quan trọng là phải hiểu rằng sự thay đổi không phải là thứ để sợ hãi mà là cơ hội để phát triển. Khi bạn nhìn nhận sự thay đổi từ góc độ này, bạn sẽ cởi mở hơn với những trải nghiệm, ý tưởng và chiến lược mới có thể đẩy nhanh hành trình làm giàu của mình. Đó là về việc tìm kiếm can đảm để buông bỏ những thói quen và tư duy cũ không còn phù hợp và đón nhận những cách suy nghĩ và hành động mới phù hợp với các mục tiêu giàu có của bạn. Một yếu tố quan trọng khác trong việc đón nhận sự thay đổi để phát triển là khả năng thích nghi. Khả năng thích nghi với những tình huống và hoàn cảnh mới là một đặc điểm chính của những người thành công. Nó giúp bạn dễ dàng điều hướng qua những khúc quanh trong hành trình làm giàu với sự bền bỉ và dễ dàng. Chương 8. Kết nối vũ trụ để thành công. Xây dựng trên ý tưởng về khả năng thích nghi, kết nối vũ trụ đưa khái niệm này tiến xa hơn bằng cách áp dụng nó vào các mối quan hệ giữa cá nhân. Đây là một chiến lược có thể nâng cao đáng kể thành công của bạn trên con đường làm giàu. Kết nối vũ trụ không chỉ là về những mối liên hệ hời hợt, mà là về việc hình thành những mối quan hệ chân thành và có lợi cho cả hai bên. Đó là việc nhận ra rằng mỗi tương tác đều là cơ hội để phát triển và vũ trụ tràn đầy những mối quan hệ tiềm năng. Trong bối cảnh kết nối vũ trụ, bạn không chỉ nhìn vào người đối diện mà còn xem xét vị trí của họ trong toàn bộ vũ trụ. Bạn đang nhận ra sự kết nối với bạn, sự tập trung vào sự giàu có mà bỏ quên sự giàu có về vật chất có thể dẫn đến những khó khăn thực tiễn trong thế giới vật lý. Chìa khóa nằm ở sự cân bằng. Bạn cần duy trì một tầm nhìn rõ ràng về các mục tiêu vật chất của mình trong khi nuôi dưỡng sự phát triển tinh thần. Điều này bao gồm việc chú ý đến những khao khát và nhu cầu của bạn, đưa ra những lựa chọn có ý thức và điều chỉnh hành động của bạn với các giá trị của mình. Đó là một quá trình điều chỉnh và tái định hình liên tục. Chương 9. Hiện thực hóa các nguồn thu nhập thụ động. Chuyển hướng sự chú ý của bạn vào việc hiện thực hóa các nguồn thu nhập thụ động, bạn sẽ khám phá được cách mà chúng có thể tăng cường sự giàu có vật chất của bạn mà không phải hy sinh những giá trị tinh thần mà bạn đã nuôi dưỡng. Thu nhập thụ động về cơ bản là tiền mà bạn kiếm được mà không cần phải làm việc tích cực cho nó. Nó giống như việc có nhân viên hoặc các khoản đầu tư làm việc cho bạn ngay cả khi bạn đang ngủ. Để bắt đầu, bạn cần xác định các nguồn thu nhập thụ động tiềm năng, cho thuê bất động sản, cổ tức từ cổ phiếu, cho vay ngang hàng và tạo ra các sản phẩm kỹ thuật số như sách điện tử hoặc khóa học đều là những cách hiệu quả để tạo ra thu nhập thụ động. Điều này liên quan đến việc đầu tư thời gian hoặc tiền bạc upfront để thu lợi ích sau này. Sau khi xác định được các nguồn thu nhập tiềm năng, bạn sẽ phải lập kế hoạch chiến lược để khai thác chúng, phân tích chi tiết từng nguồn, hiểu các rủi ro liên quan và lợi nhuận tiềm năng. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ các cố vấn tài chính hoặc sử dụng các nguồn tài nguyên trực tuyến để đưa ra quyết định có cơ sở. Tiếp theo, đến lúc hiện thực hóa các nguồn thu nhập này vào thực tế, tâm lý của bạn đóng vai trò quan trọng ở đây. Bạn phải hình dung những dòng thu nhập này chảy vào cuộc sống của bạn và thực sự tin tưởng vào sự hiện hữu của chúng. Hãy giữ tâm thế tích cực, kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình. Điều quan trọng là theo dõi thu nhập thụ động của bạn và đánh giá lại các chiến lược của bạn định kỳ.
thị trường thay đổi và những gì hoạt động hôm nay có thể không hiệu quả ngày mai. Vì vậy, hãy giữ sự linh hoạt, thích nghi và tiếp tục học hỏi. Việc hiện thực hóa các nguồn thu nhập thụ động không chỉ là tích lũy sự giàu có mà còn là tạo ra tự do và thời gian để tập trung vào sự phát triển tinh thần của bạn. Hãy nhớ rằng vũ trụ là phong phú và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc hiện thực hóa những khao khát của bạn. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích và muốn cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều điều thú vị về cách làm giàu, phát triển bản thân và những chiến lược tài chính thông minh, hãy nhấn đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến và cảm nhận của bạn. Hãy để lại những bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn về video này hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn chúng tôi khám phá tiếp theo. Ý kiến của bạn rất quan trọng với chúng tôi.